Với gia đình Bách, cái lý do chính để chọn Sky 89 của Anza đó là nó tọa lạc ở một cái vị trí rất là đẹp và thuận tiện. Bởi vì với gia đình Bách thì cái việc quan trọng nhất hiện tại đó là các con học. Và ở cái khu vực quận 7 này thì có rất nhiều những cái trường tốt và không khí rất là trong lành, đảm bảo cho con mình một cái môi trường lớn lên thật là sạch sẽ, thật là văn minh. Và có nhiều những cái người hàng xóm cũng văn minh để mà các con có thể học tập lẫn nhau. Bách thấy ở đây có một cái thiết kế rất là đẹp và hợp lý, hiện đại. Bách nghĩ là nếu mà gia đình mình về đây thì chắc chắn sẽ có những cái thời khắc rất là hạnh phúc, vui vẻ và nâng cao được cái sức khỏe của bản thân mình. Thêm một lý do nữa mà gia đình Bách Thảo chọn khu Sky 89 đó là không gian chơi sinh hoạt cho các con rất là đầy đủ. Cái môi trường xung quanh để cho con chơi, cái tiện ích để cho con chơi cũng là một điều rất là quan trọng để mà Bách Thảo quyết định chọn khu Sky 89 của An Gia làm nơi sinh sống. Chúng ta đã biết khá là nhiều về chủ đầu tư An Gia, gia đình Bách cũng thế. Khi chọn một căn hộ, đặc biệt là khi chọn nó bắt đầu từ nhà mẫu, từ trên giấy tờ như thế này, thì cái uy tín của chủ đầu tư là một điều rất quan trọng và nó đã được đảm bảo với những cái khu căn hộ khác được xây và bàn giao khá là đúng tiến độ. Đấy là một cái điều mà gia đình Bách thực sự là rất yên tâm.